xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi tới các bạn cô chú anh chị gần xa một lời chúc bình an vui khỏe may mắn trong cuộc sống giờ đây kính mời quý vị hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này Của sinh viên tôi cũng có tình yêu đẹp như mơ với một cô gái dưới tôi ba khóa. Tưởng rằng tình yêu suốt 4 năm sẽ đơm hoa kết trái nhưng chúng tôi lại chia tay khi tôi quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài. Là con độc nhất trong gia đình gia giáo, 24 tuổi tôi quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ sau khi được học bổng. Hương, người yêu tôi lúc ấy, 21 tuổi, là người chọn chúng tôi mỗi người một ngạ rẽ Em nói yêu tôi 4 năm Những tưởng đến năm thứ năm Cả hai sẽ đám cưới Thì tôi lại dội một gáo nước lạnh Khi thông báo anh sẽ đi tu nghiệp Ở Đức 3 năm Tôi cũng thuyết phục Hương chở tôi Sẽ trở về làm đám cưới Nhưng em không có đồng ý Em nói khi tôi đi du học Nghĩa là tình yêu của họ Sẽ bị ngăn trở bởi không gian và thời gian Yêu xa Họ sẽ không còn được ở bên nhau Không được gặp nhau Dựa dẫm vào vai nhau mỗi khi có chuyện buồn Trên hết là nỗi trống trải nhớ mong từng ngày Rồi còn chưa kể đến sự xa mặt, cách lòng Em lo tôi không giữ được lòng Khi có cơ hội tiếp xúc với những người khác Gặp gỡ những người tuyệt vời hơn Hay đơn giản hơn những lúc trống vắng Mà có một chỗ giữa ai chẳng siêu lòng những lời Hương nói đều có lý vả lại Giờ đây tôi cũng chưa có gì trong tay Nên không thể bắt em cứ chờ đợi tôi 3-4 năm nữa Hơn cả tôi cũng không tự tin rằng Sau 3-4 năm tình yêu của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn Vậy là chúng tôi chia tay nhau trước ngày tôi lên máy bay đi Đức Thời gian và khoảng cách đúng là những liều thuốc thử hữu hiệu nhất của tình yêu Suốt thời gian xa Việt Nam tiếp xúc với những cô gái nhưng đúng là chỉ có Hương mới khiến tôi nhớ nhung. Đôi khi là đau khổ đến nghẹn thở, nhưng tôi cũng không dám nhắn tin vì sợ làm khổ em. Sau 3 năm, khi hoàn thành học thạc sĩ, tôi quay về Việt Nam lập nghiệp và đi tìm lại người yêu thì mới biết Hương đã có con. Đau khổ tột cùng, tôi không nhớ bao lần tôi đứng từ xa để ngắm nhìn hai mẹ con của Hương. Thế nhưng, ông trời như giúp tôi khi tôi phát hiện sau khi chia tay tôi Hương cũng chưa từng lấy chồng mà không biết yêu đương ai nên em quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi tìm cách gặp em, vẫn cô gái với ánh mắt chan chứa chân thành và tôi đề nghị là chỗ dựa cho em và con em. Tất nhiên về phía gia đình tôi sẽ có trách nhiệm thuyết phục bố mẹ. Con trai độc nhất học hạch đàng hoàng lại muốn kết hôn với một mẹ đơn thân ban đầu mẹ tôi cũng phản đối nhưng vì thương tôi nên mẹ đành ngậm ngùi cho qua tất nhiên sau khi kết hôn hương đưa cả con riêng về sống với chúng tôi nhà neo người nên bố mẹ tôi cũng thương đứa nhỏ thế nhưng người đàn ông ích kỷ như tôi muốn sở hữu hương nhưng lại không thích đứa nhỏ chen chân vào hạnh phúc của chúng tôi rồi sau này hương còn sinh con cho tôi nữa vậy là hôm ấy khi đón con bé đi học về Tôi vô tình để nó đi lạc trên phố Giả vờ đau khổ nói với vợ là lạc mất con Nghe đến đây Hương như người xét đánh ngang tay Em khóc lóc nói rằng Xin lỗi vì lâu nay không để hai bố con tôi nhận nhau Hương còn nói thực ra đứa nhỏ chính là con chung của chúng tôi Chứ không phải con riêng của em với người đàn ông khác Hồi ấy sau khi tôi bay sang Đức Em mới phát hiện em mang bầu Nhưng không muốn tôi suy nghĩ Nên em một mình sinh con và nuôi con Đến bây giờ Em cũng chưa nói với tôi Vì không muốn tôi phải sống trong cảnh cảm giác Có lỗi với hai mẹ con Nghe đến đây Tôi thực sự sốc quá Tôi đã sai thật rồi Tôi có nên thú nhận với vợ Việc mình cố tình làm lạc Mất con bé hay không Vâng thưa quý vị các bạn câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân mối tình của mình và theo tôi vô cùng cay đắng vì đây là một đứa con chung chứ không phải là con riêng của là người yêu hiện tại vậy mà anh ta mang một tính cách cũng là ích kỷ cứ nghĩ là đây là đứa con riêng của vợ mình và anh ta là muốn hạnh phúc riêng và để đứa bé đi lạc giữa phố. Và không ngờ sau khi về vợ mới nói thật đây là con chung của hai người, từ lúc anh ta rời Việt Nam để qua Đức du học thì ở nhà Hương đã có thai rồi. Và cô ta muốn giấu, không là để cho là người yêu biết mình đã mang thai. Và không ngờ sau đó anh ta từ Đức trở về Việt Nam và hai người lại lấy nhau. Chỉ không ngờ anh ta lại làm lạc chính con của mình Rồi không biết Anh ta có tìm được con hay không Tác giả chỉ viết đến đây Và câu chuyện Cùng mong rằng Cô chú anh chị Bình luận về những câu chuyện Khá đau lòng như thế này Thưa quý vị và các bạn Trong một thời gian dài vừa qua Lúc nào tôi cũng luôn Lắng nghe ý kiến của các bạn Và cũng cố gắng để cập nhật những câu chuyện hay hơn bổ ích hơn trong gia đình cũng như xã hội và cũng trong nước cũng như là ở ngoài nước để kịp thời gửi tới quý vị các bạn cũng như là cô chú anh chị trong và ngoài nước để chia sẻ đọc những câu chuyện rất là hay theo bản thân của tôi nghĩ như vậy vì trong xã hội tất cả những câu chuyện tôi lọc ra để đưa tới mọi người đa số là thường xảy ra trong gia đình của mỗi người dân việt nam của chúng ta và tôi cũng nhận được rất nhiều là cái sự ủng hộ cũng như là đóng góp của mọi người nên tôi rất là mừng và tôi cũng tiếp thu những ý kiến đó để ngày càng ra những video chất lượng hơn và tìm đọc những câu chuyện hay hơn để gửi tới mọi người gần xa và tôi cũng chúc cho quý vị và các bạn qua một năm mới đón được một mùa xuân thịnh vượng no ấm hạnh phúc và luôn luôn gia đình mạnh khỏe đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại hẹn quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt